Dạ, sẵn bữa nay con gái tôi đưa mấy đứa cháu về chơi. Tôi định về sớm đi chợ để nấu cho má con nó ăn một bữa. Ừ, chị cứ đi đi. Dạ, cảm ơn bà chủ. Ừ, tôi về. Thật tình á, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà buồng trứng của chị á, bị rối loạn noãn. Noãn nó không phát triển được, cho nên khả năng có thai là rất hiếm. Chị cũng biết đàn ông là khi mọi chuyện qua đi thì đâu lại vào đó thôi. Họ sẽ không bao giờ bỏ bê gia đình của mình đâu, để chạy theo những tình cảm nhất thời đâu. Là một người chị, tôi nghĩ chị biết phải làm gì để tốt cho em gái mình. Gì ạ? Dạ. Đây là số tiền tôi đang chuẩn bị cho chị. Tôi khuyên chị đưa cổ để giải quyết cái thai đó đi. Để lâu quá cũng không giấu được đâu. Kệ đi, vô khám còn ra làm thủ tục nữa. Vô đi, chị ngồi để chờ này nhớ không? Chắc là trời trả báo mình rồi. Hồi đó mình cứ nhất quyết bắt con Thúy phải bỏ cái thai, nên trời không cho mình làm mẹ như những người đàn bà khác. Em mệt hả? Mình về rồi hả? Em dọn chén mình ăn cơm nha. Em ăn đi, anh không đói. Sao anh không chờ em vô để em giúp anh? Nè anh. Mấy ngày nay anh làm phiền em quá. Anh mà còn nói vậy em đi về đó. Hay là mai mốt buổi tối anh đưa em với Thơm về nghe. Con gái về khuya mà đường vắng vậy nguy hiểm lắm. Anh bị như vậy mà anh không sợ hả? Có sao đâu. Số anh phước lớn mạng lớn, bị đâm một nhát sâu như vậy mà không xi nhê gì. Trời ơi. Anh đừng có nói vậy, không có nên đâu. Em lo cho anh hả? Anh uống sữa đi. Em không ngờ chỉ nhờ một tai nạn mà em được đổi đời. Công nhận trong cái xui cũng có cái hên. Anh cũng vậy đó. Tưởng xui rồi xe tông vô em, rồi phải mua thuốc nè, rồi phải có thể làm đám cho em nữa. Nhưng mà lại thành hên. Anh đã tạo ra cho em một gương mặt xinh đẹp, và bây giờ thì em trở thành người thương của anh như thế này. Anh không thể biết rằng trong mười mấy năm mang gương mặt phỏng rột đó, đối với em là địa ngục như thế nào đâu. Em khát khao được trở nên xinh đẹp. Em lại càng mong ước một người đàn ông đẹp trai để bù đắp lại cho mình, để mình tự tin rằng mình cũng là một người phụ nữ có giá trị. Nè, mà anh có đẹp trai như người trong mộng của em không vậy? Không. Anh già hơn người ấy. Nhưng em đã chấp nhận đánh đổi. Dù sao thì em cũng cảm ơn anh, vì anh đã làm thay đổi cuộc đời em. Nếu biết ơn thì lo trả nợ cho anh suốt đời nha. Anh không muốn em là người trả nợ tình xa, mà lúc nào em cũng phải kề cận bên anh, đáp ứng mọi nhu cầu tình cảm của anh. Miễn là anh chiều chuộng, làm cho em được đầy đủ là được mà. Dù sao thì em cũng đã bị trúng mũi lao rồi. Anh là người phóng lao thì bây giờ anh phải theo lao chứ. Ăn đi Trinh. Trinh, em có sao không vậy? Bệnh gì á thì em cũng phải đi mua thuốc uống liền đi nha em. Để vậy á là chết đó nha Trinh. Chị biết không, thì sao em kể á, hồi mấy em ăn bầu em á cũng nói yên vậy á. Nhưng mà lúc đầu á chị em đâu biết đâu. Mãi sau này á, cái gì em á mới hỏi thẳng má em. Hello, chào cả nhà. Chị kiếm ai? Trời, tụi bay không nhận ra tao hả? Trời đất, mày á Nụ, sao dạo này mày đẹp quá vậy? Bây giờ á tao không phải là con Nụ xấu xí nữa đúng không? Dạo này á mày đi đâu mà mày không nói với ai hết vậy? Mày có biết là tao với con Khánh á lo cho mày lắm không? Tới công ty hỏi á thì á người ta nói không thấy mày đi làm. Tao cũng không biết tìm mày đâu nữa. Bây giờ á tụi bay khỏi phải lo cho tao nữa, tao sẽ dọn đi khỏi đây. Chị đừng có buồn chuyện em với anh Kha nha. Em với ảnh không có gì hết á. Không có đâu. Chị còn phải cảm ơn em nữa kìa. Vì nhờ vậy mà chị mới có thể từ bỏ được cái sẹo quỷ quái này chứ. Bây giờ chị rất hạnh phúc và hài lòng với chính mình. Nè, bây giờ tao kiếm được người yêu rồi đó nha. Ổng làm bác sĩ, giàu lắm. Ổng hứa là sẽ lo cho tao, để tao khỏi phải đi làm công nhân nữa. Nè, mày cất cái số tiền này đi, để cuối tháng trả tiền nhà cho bà Năm. Còn lại hai đứa mày mua thêm cái gì đó mà ăn. Chứ tao thấy ăn uống vậy hoài chịu không nổi đâu. Mày định dọn đi thiệt sao nụ? Ừ, ông mới thuê cho tao cái nhà cũng đầy đủ tiện nghi lắm. Tao định rủ tụi bay tới ở chung, mà sợ không có tiện. Tao chưa có gặp ông bác sĩ đó nên tao không biết làm sao. Nhưng mà mày phải cẩn thận đó nha. Ở trên này... Em nghe nè. Em đi đâu vậy? Giờ này sao chưa chịu về? Em đi chia tay mấy đứa bạn cũ. Em về liền nè. Em về liền nha, anh đợi đó. Tụi bay thấy chưa, ổng sợ mất tao lắm. Thôi tao về đây, có gì á thì gọi điện thoại cho tao. Tao nhớ rồi. Còn khi nào á tụi bay được nghỉ làm thì nhớ qua nhà tao chơi nha. Về nha. Dạ chào chị. Ủa Nụ, sao chị không ngủ đi? Con Nụ bỏ đi đâu mất biệt một thời gian, bây giờ về tự nhiên lại khác hẳn. Chị cảm thấy lo lắm. Rồi mai mốt á, nó không ở với mình nữa. Chị có một cảm giác rất là lạ. Chị không có muốn nó dọn đi chút nào hết. Chắc hạnh phúc của chị Nụ tới bất ngờ quá nên chị Thơm ghen tị đúng không? Dạ. Em dám nói chị vậy hả? Con Nụ á, mà nó hạnh phúc thì chị mừng cho nó. Còn em sao chưa ngủ? Đang suy nghĩ chuyện gì hả? Em có chuyện này mà không biết nói với ai hết. Chuyện của em với anh Thuấn á. Bây giờ chịu hết nổi rồi em mới dám thú nhận á hả? Lúc trước á, người ta chọc á thì chối đây đẩy. Nhỏ chị này. Mà còn chọc em nữa em không có kể đâu. Thôi kể đi mà. Chị không chọc em nữa đâu ha. Thật sự là em cũng không hiểu lòng mình ra sao nữa. Nhưng mà khi em nhìn thấy anh Thuấn ngã xuống, máu chảy lên láng, tự nhiên em thấy sợ lắm. Em sợ là không được gặp lại ảnh. Hèn chi có người thức trắng cả đêm trong bệnh viện chờ cho ảnh tỉnh lại. Cảm giác đó em chưa từng có với ai hết đó chị Thơm. Vậy là em thích anh Thuấn thiệt rồi. Mà chị thấy á, anh Thuấn hình như cũng thích em á. Chứ nếu không có gì á thì tại sao anh Thuấn lại liều mạng cứu em chứ? Em cũng không biết nữa. Ảnh đâu nói gì đâu. Thôi yên tâm ngủ đi. Mai mốt á chị gặp ảnh thì biết liền chứ gì. Chị mà làm vậy hả? Em giết chị á. Ngủ đi. Con Liễu với con Hồng ra tiếp khách giùm má đi nè. Đi. Chừng nào con Hiền đi làm lại đây? Không biết bệnh thiệt hay bệnh giả nữa. Nhưng mà nói cho nó biết á, đừng có giỡn mặt với tao à. Giờ này bà còn nói được câu đó sao? Con Hiền nó ra nông nổi như ngày hôm nay là vì ai? Tất cả cũng vì bà hết á. Chính bà đã làm cho nó dính vào con bệnh quỷ quái đó. Mày nói vậy là sao hả? Mà tóm lại con Hiền nó bị bệnh gì? Má nghe lời Yến làm gì má? Trời nóng quá nên nó nói nhảm đó má. Má đừng bận tâm nha. Thôi đi làm đi, lộn xộn quá. Bà. Dạ chào anh. Dạ. Còn phòng của bà chủ. Chào bà chủ. Dạ mời mấy anh vô. Được. Đi đi anh. Nhanh lên. Trời ơi bữa nay đào đẹp nhiều lắm á. Tất cả đứng yên, theo chúng tôi về trụ sở. Lại lên. Cởi áo đi em. Bận áo vô. Anh chị theo chúng tôi về trụ sở. Nhưng Làm sao đây mày? Đi lẹ lên đi. Bà đã nhận ra được tội của bà chưa? Trời ơi, thiệt là oan cho tôi quá à. Quán tôi làm ăn đàng hoàng mấy năm nay rồi. Anh làm ơn xem lại giùm đi. Tuyệt đối tôi không có làm cái chuyện bậy bạ đó đâu. Chứng cớ rành rành mà bà còn chối được sao? Trời ơi, chỉ tại mấy đứa nhân viên của tôi nó tham tiền của khách cho nên mới làm ra mấy cái chuyện đó, chứ tôi đâu có biết cái gì đâu. Tôi nói thiệt với anh á, tôi rất là tôn trọng pháp luật, làm ăn trong sạch lắm. Mấy năm nay chưa có hề có điều tiếng gì hết trơn á. Bà không cần phải vòng vo nữa. Bà Lê đã khai hết rồi. Hả? Để coi bà còn chối được không. Trời đất ơi, anh đừng có nghe lời của nó. Hồi trước tới giờ nó ghen ghét tôi cho nên nó bày ra cái chuyện này để hại tôi đó. Đừng có nghe lời nó. Nó ghê lắm á. Mấy cô nhân viên cũng đã thành khẩn khai báo hết rồi. Vậy chắc họ cũng ghét bà lắm hả? Hồ sơ khởi tố tôi sẽ gửi lên cấp trên. Bà chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Nhưng bà nhớ nên khai báo thành khẩn, sẽ được khoan hồng của pháp luật. Cảm ơn cô Nhi rất nhiều. Cũng nhờ có cô giúp sức mà chúng tôi mới kịp ập vào bắt quả tang và có đủ chứng cớ để khởi tố bà Nguyệt. Bà này xảo trá lắm. Bà thuê mấy tên bảo kê giám sát vòng ngoài để cảnh giác với công an, nên chúng tôi rất khó hành động. Cũng may là bây giờ đã phá được ổ mại dâm trá hình này. Sao mày không nói cho tao biết gì hết vậy Nhi? Tại tao sợ mày nhát quá rồi để lộ chuyện. Bà Nguyệt không phải tay dừa đâu. Nhưng bây giờ tôi phải làm theo quy định là đưa các cô qua trung tâm phục hồi nhân phẩm. Tôi mong là các cô sẽ học tập tốt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Em muốn đưa đứa bạn em theo. Hy vọng trong đó sẽ có chế độ chăm sóc đặc biệt dành cho nó. Tụi em cũng muốn được ở gần nó trong khoảng thời gian còn lại. Cũng may là kết quả xét nghiệm của hai cô âm tính với HIV. Nếu không thì cái giá phải trả quả là rất đắt. Cố gắng lên. Nếu các cô cải tạo tốt thì không bao lâu đâu các cô sẽ được trở lại với cuộc sống mà thôi. Hy vọng là sẽ có ngày đó. Chu đáo với chàng quá. Chắc chàng cảm động lắm đây. Trinh, tụi chị đi làm đây. Em dậy em đóng cửa đi rồi lát ngủ tiếp. Đi nghe Trinh. Chị biết không, chị Sa em kể á, hồi má em mang bầu em á, cũng ói y như vậy á. Nhưng mà lúc đầu á, dì em đâu biết đâu. Mãi sau này á, dì em á mới nghi ngờ rồi hỏi thẳng má em. Ủa bác. Con có nói cho anh Tuấn ít súp. Khi nào ảnh dậy á, bác cho ảnh ăn giùm con nghe. Bác cảm ơn con nhiều nghe. Dạ có gì đâu bác. Cảm ơn con mấy ngày nay chăm sóc cho thằng Tuấn. Thằng Tuấn nó kể cho bác nghe hết rồi. Nhưng mà sao bác biết mà vô đây? Còn với anh Tuấn giấu kỹ lắm mà. Bác thấy thằng Thuấn mấy ngày nay nó không có về thăm bác. Bác thấy lo quá nên bác lên xí nghiệp tìm. Nghe mấy người ở trỏng nói là nó vô trong này. Hai đứa bay cũng thiệt là có cái gì thì phải báo cho bác biết, chứ sao lại giấu bác. Dạ, tại tụi con sợ bác lo nên không có dám nói. Bác chỉ có mỗi một mình nó thôi. Mấy năm qua mẹ một đằng, con thì một nẻo. May mắn lắm nó mới về bên cạnh bác. Ủa, sao vậy bác? Nó đi tù. Bộ nó không kể với con hả? Dạ, con cũng nghe loáng thoáng. Nhưng mà sao vậy à? Thì cũng tại bác. Đợt bác bệnh nặng phải mổ gấp mà không có tiền. Thằng Thuấn nghe lời ai đó xúi giục đi bán thuốc lắc cho người ta rồi bị bắt con à. Nghe bác kể về quá khứ của nó, con có sợ không? Dạ không bác à. Anh Thuấn đối với mọi người rất tốt, ai cũng quý mến ảnh hết á. Vậy còn tình cảm riêng của con đối với nó thì sao? Em mua gì em? Chị ơi, lấy cho em một cái que thử thai đi chị. Bao nhiêu vậy chị? Của em 15.000. Dạ. Em ơi, lấy tiền thối nè em. Thời này gái chữa hoang hà rầm, có gì đâu mà ngại. Em chờ anh nha, anh nghe điện thoại chút. Alo, Vui nghe đây. Ai vậy? Em Trinh nè, anh đang ở đâu vậy? À, anh đang đi công việc. Có gì không em? Em muốn nói chuyện với anh, mình gặp nhau nha. Nhưng giờ anh đang có việc bận lắm. Khi nào rảnh anh sẽ ghé. Nhưng chuyện gấp lắm rồi anh. Ok, bây giờ anh bận lắm nha. Có gì anh gọi điện thoại lại cho em sau nha. Ai vậy anh? Có ai đâu, chỉ là người quen thôi mà. Dám qua mặt em á là chết với em á. Anh mà lạng quạng á là em cắt hết các khoản, là anh khỏi đi với con nào luôn á. Trời ơi, em toàn nghi ngờ bể bả không mà. Thôi lên xe đi nha. Má thấy con Khánh nó cũng hiền lành mà nó cũng có vẻ cảm mến con đó. Con lớn rồi thì cũng phải yên bề gia thất thì má mới yên tâm được chứ. Cũng từ từ đã chứ má. Con nghĩ Khánh chăm sóc cho con chẳng qua có cảm tình với má thôi. Má mà nghĩ như vậy không khéo người ta cười cho đó. Cái thằng thương người ta mà không dám nói. Sao con không thử hỏi thẳng nó coi? Mà sao má biết tình cảm của tụi con mà nói chứ? Mày quên má là má của mày rồi sao? Má đẻ ra mày, không lẽ má không biết mày nghĩ gì sao? Sao bữa nay rảnh rỗi hẹn tao ra đây vậy? Thì tan ca, không có biết làm gì, cho nên tao rủ mày ra tâm sự không được hả? Sao mày không đi làm đi? Mày ở nhà hoài mày không thấy chán hả? Cũng không đến nỗi nào. Ông Ban cũng chiều tao lắm. Buồn một chút á là ổng lại đưa tao đi hết nơi này đến nơi khác. Bởi vậy lúc nào tao cũng thấy vui. Nhưng chẳng lẽ mày tính sống về hoài sao nụ? Rồi đến một lúc nào đó mày cũng thấy là mày cần một người đàn ông thật sự, và người đó mới là người thật sự dành cho mày. Tao nghĩ người đó không phải ông Ban đâu. Tao không quan tâm đến chuyện đó. Tao chỉ biết là hiện tại cuộc sống của tao đang rất thoải mái và ổn định. Nếu như mày cảm thấy thoải mái và hãnh diện về điều này, vậy tại sao mày lại giấu gia đình? Tại sao mày không cho họ biết rõ ràng về mối quan hệ của mày với ông Ban chứ? Mày cố tình hỏi khó tao đó hả? Tao không có ý đó đâu. Tao chỉ muốn mày suy nghĩ kỹ hơn về điều này. Dù sao mày cũng là bạn thân của tao chứ bộ. Nhưng tao đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ông Ban luôn làm theo những gì tao muốn. Có thể nói là tao muốn gì được đó. Tao không thể bỏ đi và trở về với cuộc sống như trước đây được. Mày hiểu không? Nhưng mà tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tao hiểu ý tốt của mày, nhưng mày không nên bận tâm đến chuyện của tao nhiều quá. Tao về trước đây. Em sao vậy Trinh? Em đau ở đâu hả? Em có sao không vậy? Em uống thuốc chưa? Không sao đâu chị. Em nghỉ một chút sẽ khỏe lại thôi. Có thật không? Chị thấy á, mấy bữa nay em lạ lắm á. Hay là chị kêu anh Kha chở em đi khám bệnh nha. Em không sao thiệt mà. Chị đừng nói gì với anh Kha hết. Em, có phải em đang có chuyện gì không? Có gì thì em phải kể cho chị nghe chứ. Chị, hôm nay á, trường của em làm tốt lắm. Chị nhớ báo cáo lên cấp trên dùm với tụi em nha. Thằng không có bị lỗi đâu. Ở đây lãnh lương đủ và đúng kỳ, còn khó chứ nói chi thưởng. Làm kiếm cháo bỏ bụng thôi em ơi. Trời ơi, làm gì chị bi quan dữ vậy? Cứ giống như tụi em nè, miễn no là phơi phới à. Thôi làm đi, nhiều chuyện quá. Em làm gì mà gọi cho anh hoài vậy? Không biết anh bận công việc hả? Anh Du, em có thai rồi. Hả? Vậy em tính sao? Câu đó em phải hỏi anh mới đúng chứ. Bây giờ em phải tính sao đây anh? Để từ từ đi. Từ từ anh tính mà. Hay anh dẫn em về nhà ra mắt gia đình anh nha. Em khùng quá đi. Em đang có thai. Anh mà dẫn em về, gia đình anh nghĩ sao vậy em? Vậy bây giờ mình phải làm sao hả anh? Bây giờ muốn gì á thì cũng phải giải quyết cái thai trước đã. Thôi mà em. Ngày mai anh đưa em đi giải quyết nha. Không được đâu, em sợ lắm. Em đừng có sợ. Anh bảo đảm là không có sao đâu mà. Nó như kiến cắn thôi à. Anh sợ bên em lúc đó. Em chịu không? Thiệt không anh? Anh đừng có gạt em nha. Em trẻ con quá à. Anh gạt em làm gì? Nghe lời anh nha. Qua chương trình thực hiện dự án trong việc cho bạn vậy. Hôm qua em đi tận đâu mà tới sáng nay mới mò về vậy hả? Thì qua bạn bè chơi. Em có nói với anh rồi mà. Đi cái gì mà nguyên cả ngày luôn. Em có biết là ở nhà anh chờ đợi em như thế nào không? Làm sao em biết được. Mà lâu lâu em mới gặp lại bạn. Anh chờ có chút xíu mà cũng cằn nhằn là sao? Bực mình quá à. Thì tại anh lo cho em thôi, chứ em muốn làm sao anh cũng chiều hết đó. Thôi, em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Cái gì vậy? Em mệt lắm. Chắc bị bệnh rồi. Anh đi mua thuốc giùm em nha. Sốt lắm nè. Mai mốt đi nhiều chút cái không có bệnh. Thôi để anh mua thuốc nha. Mệt quá à. Cứ tưởng sướng lắm. Ai dè, bị nhốt trong cái lồng chim này. Làm chim mà không được bay nhảy, còn gì là chim nữa. Ủa em... bác đâu rồi anh? Mà anh về nhà lấy cho anh ít quần áo rồi. Anh ở đây mặc đồ bệnh nhân, có cần ăn diện gì đâu mà má phải về lấy đồ. Thì cũng có những đồ cần phải thay chứ. Em quên mất. Mấy ngày nay em cực vì anh quá. Đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi mà tới đây chăm sóc cho anh rồi. Sao anh lại nói vậy? Anh cứu em mới ra nông nổi như vậy. Lại giấu gia đình không cho ai biết. Em không chăm sóc anh thì ai chăm sóc anh đây? Thôi, để anh tự ăn được rồi. Trời ơi anh chưa khỏe, để cho em. Để anh mà. Trời ơi, để em. Nè. Để anh. Trời, em xin lỗi. Em bất cẩn quá. Làm gì vậy? Trời ơi, thầy muốn phụ em cho em đỡ mỏi chân thôi mà. Tôi không có cần ai phụ hết á. Tự tôi đi được, đi trước đi. Giữa anh với em còn giữ khoảng cách gì nữa? Thì cuộc đời bà gái tròn thánh vậy, đưa tiền lẻ, đưa tiền cắt, đưa tiền tự. Bà gái Trài Loan đưa cũng mấy ngàn đô. Mà mình giải quyết được công chuyện gia đình đúng không? Hồi nãy giờ mày đứng đây mày nghe hết cái kế hoạch gả chồng mày bóp cho mày rồi hả? Sướng quá rồi còn gì nữa con. Bà nhỏ này kìa nghe. Chuẩn bị đi học tiếng Đài Loan đi. Để về tâm sự với chồng mày. Tiền đâu mà học. Thiệt. Ê, xe đi kiểu gì vậy? Xe đạp mà còn đi không dẫn. Tôi phải hỏi mấy người đi đứng kiểu gì mới đúng. Đừng muốn nữa. Cái gì vậy? Dạ. Trời, Dượng làm gì vậy Dượng? Tao ăn. Dượng ăn cơm hả? Không, tao ăn mày á.